Thưa quý vị và các bạn, nói đến ngành giải trí của Việt Nam trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những MV, những tác phẩm được ra đời từ chính bàn tay của các đạo diễn trẻ và đã gây sốt cũng như là được cộng đồng quan tâm rất nhiều. Phong trào là MV cổ trang trong showbiz Việt giờ đây lại một lần nữa nở rộ và trở lại hơn hết sau khi mà Người Đẹp Nam Em giờ lại đến ca sĩ Hương Tràm là chuẩn bị cho ra mắt các sản phẩm mới và đưa khán giả trở lại gần hơn với những thời hoài niệm và ký ức. Câu chuyện trong MV mới nhất của Người Đẹp sinh năm 1996, Nam Em được cho là hướng đến người yêu cũ danh hài Trường Giang, có tên là Nỗi Nhớ Quá Băng. Ca khúc mới trong MV này là do chính Nam Em sáng tác trong khoảng thời gian nằm dưỡng bệnh khi liên tiếp gặp phải khủng hoảng xoay quanh câu chuyện với nam danh hài. Với tạo hình một nữ nhân vật xinh đẹp đang ngồi trước tấm gương soi rọi lại chính mình, hình ảnh Nam Em đã dễ khiến người xem đồng cảm. Được biết thì đây là sản phẩm tiếp theo của Nam Em sau quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và lời tuyên bố mỗi tháng sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc. Đáng nói trên chặng đua ra mắt các sản phẩm âm nhạc cổ trang còn xuất hiện cái tên Hương Tràm. Sau 6 năm hoạt động nghệ thuật và nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực của công chúng về giọng hát, đây là lần đầu tiên giọng ca sinh năm 1995 thực hiện MV cổ trang và đây cũng là MV tiêu tốn nhiều chi phí nhất cho sự nghiệp nghệ thuật của Hương Tràm.